xin trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị theo dõi bài báo cáo Tấm gương chi hội trưởng cựu chiến binh gương mẫu trong phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024 của đồng chí Huỳnh Văn Thành, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh trung tâm 2Y, hội cựu chiến binh phường Hòa Khánh Nam, quận Hội, Liên Chiểu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, được sự cho phép của chủ trì hội nghị, bản thân tôi rất vinh dự được báo cáo điển hình tiên tiến và tham luận tại hội nghị. Trước hết, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Huỳnh Văn Thành, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1974, chi hội trưởng chi hội trung tâm 2A, hội cựu chiến binh phường Hòa Khánh Nam. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống anh hùng tại xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, tôi nhập cư và sinh sống tại khu dân cư trung tâm 2A, phường Hòa Khánh Nam. Tôi cùng với bao thanh niên khác của địa phương lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 1996, về lực lượng bộ đội biên phòng đóng tại đồn biên phòng Sa Đăng Ba, huyện Giàng, biên giới cửa khẩu Việt Lào. Đến tháng 12 1996, xuất ngũ về địa phương. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về với cuộc sống đời thường, tôi tiếp tục cuộc sống mưu sinh như mọi người. Với tinh thần cách mạng, tôi đã tham gia vào hội cựu chiến binh Việt Nam năm 2012 và được tín nhiệm và làm chi hội trưởng cựu chiến binh trung tâm 2A năm 2014. Bản thân không ngừng phấn đấu, học hỏi, phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với sự suy nghĩ, việc làm và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không phải đòi hỏi là những việc làm hoành tráng to tát, mà chính là những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày trên cương vị công tác của mình. Là cán bộ chi hội trưởng của chiến binh, bản thân luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và các cấp hội, gương mẫu có ý thức trách nhiệm trong công việc, trong quan hệ với nhân dân, với đồng chí đồng đội, từ tu dưỡng rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, có tác phong sâu sắc trong công việc, có những suy nghĩ, những việc làm đem lại hiệu quả thiết thực cho tập thể chi hội và hội viên cựu chiến binh và bà con nhân dân. Là chi hội trưởng cựu chiến binh khu dân cư, bản thân thường xuyên lắng nghe ý kiến nguyện vọng của hội viên cựu chiến binh và nhân dân để nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của cấp ủy chi bộ khu dân cư và hội cấp trên, sự phối hợp của tổ dân phố, mặt trận và các đoàn thể địa phương, bản thân đã nêu cao vai trò trách nhiệm của mình cùng với cán bộ hội viên trong chi hội tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của chi hội, trong đó có thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bản thân cùng với chi hội xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của hội về rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hội trên giao, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực. Bản thân tôi tiêu chí phấn đấu và coi đây là việc làm thường xuyên để rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng. Là chi hội trưởng, tôi luôn suy nghĩ trăn trở phải làm thế nào để thúc đẩy phong trào của hội ngày một lớn mạnh. Hàng năm trong thực hiện công tác hội, bản thân luôn coi trọng tinh thần nêu cao gương của người chi hội trưởng để xây dựng hội vững mạnh, với phương châm nói đi đâu với làm, nói ít làm nhiều, trang nhiệm vụ luôn sâu sắc gần gũi để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, nhất là hội viên khó khăn, từ đó tìm biện pháp tháo gỡ, đồng thời báo cáo cho cấp ủy và hội cấp trên chỉ đạo và giúp đỡ. Từ năm 2019 đến nay, bản thân và chi hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Kính thưa hội nghị, trong 5 năm qua, tình hình dịch bệnh thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt đại dịch Covid-19 diễn ra năm 2020-2021, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và đời sống của người dân, nhất là người lao động nghèo. Cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân đều phải gồng mình chung tay để phòng chống dịch bệnh và thiên tai, ổn định cuộc sống, trong đó có tập thể chi hội Hồ Chí Minh trung tâm 2A. Và bản thân tôi đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, đoàn kết
động viên hội viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần thương thân tương ái bản thân và vận động gia đình trích một phần kinh phí mua các loại rau củ quả, dầu ăn, nước mắm, bánh mì, mì tôm, nước uống, vân vân, hỗ trợ cho bà con trong khu phong tỏa cách ly với những món quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa để giúp mọi người khó khăn trong lúc dịch bệnh với tổng số tiền 31 triệu đồng, trong đó tặng 5 suất quà cho hội viên của chúng mình gặp khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, góp một phần nhỏ để cùng phòng chống dịch và đảm bảo an ninh xã hội, ổn định cuộc sống cho hội viên và nhân dân, đặc biệt trên địa bàn Hà Khánh Nam. Cụ thể, vào ngày 14 tháng 10 năm 2022 xuất hiện một trận lũ lịch sử đã nhấn chìm hàng trăm hộ gia đình, gây nên những khó khăn cho bà con nhân dân. Một lần nữa, tôi cùng với hội viên chi hội tổ chức đoàn thể ở khu dân cư đến thăm hỏi động viên giúp đỡ từng gia đình bị thiệt hại do lũ lụt gây ra với tinh thần thương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Mặc dù gia đình tôi cũng có những khó khăn nhất định, nhưng bằng bọc cùng với gia đình đã hỗ trợ 306 triệu ngàn đồng và 300 suất cháo ăn sáng trị giá 4 triệu 500 ngàn đồng cho người dân, trong đó có nhiều gia đình hội viên của Chí Minh phường. Trong trận lũ lịch sử vừa qua không những ảnh hưởng đến người dân trên địa bàn phường Hà Khánh Nam mà còn ảnh hưởng đến những người dân, những người đã khuất tại nghĩa trang Hòa Sơn của thành phố Đà Nẵng, đã huy động lực lượng vũ trang tổ chức khắc phục hậu quả sạt lở đất vùi lấp mùa mã tại nghĩa trang với tấm lòng nghĩa tình của người cán bộ hội của Chí Minh. Mặc dù không trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả cùng với lực lượng, nhưng tôi và gia đình đã tổ chức đi thăm hỏi động viên, mua thức ăn, nước uống phục vụ cho lực lượng bộ đội đang làm nhiệm vụ khắc phục sạt lở với phần quà trị giá 4 triệu đồng. Cuối năm 2023, sau khi được Hội Cựu Chiến binh phường triển khai cho chi hội thực hiện mô hình dân vận khéo 10.000 vạn yêu thương theo đề án 04 của Thành ủy Đà Nẵng và kế hoạch dân vận của Quận ủy Liên Chiểu, kế hoạch của Đoàn ủy phường Hà Khánh Nam, hoạt động tình nghĩa và thiện nguyện vì cộng đồng quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024, bản thân và đã vận động hội viên trong chi hội cùng với gia đình kêu gọi mạnh thường quân thực hiện 4 đợt với tinh thần thương thân tương ái đến những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, 200 suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với số tiền 3.700.000 đồng, thăm hỏi và tặng quà tại trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Đà Nẵng đóng trên địa bàn phường Hà Khánh Nam với 250 suất quà trị giá 5 triệu đồng, thăm hỏi và tặng quà trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng đóng trên 56 Thủ Khoa Hưng, quận Sơn Trà trị giá 3 triệu đồng, chia sẻ những bữa ăn sáng không đồng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Liên Chiểu và bà con khó khăn 120 suất trên 2 triệu đồng. Trong năm qua, bản thân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền và cựu chiến binh thành phố tặng 2 bàn khen về thành tích xuất sắc, ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu tặng 4 giấy khen, hội cựu chiến binh quận Liên Chiểu tặng 2 giấy khen, ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Nam tặng 2 giấy khen. Trên đây là những việc làm cụ thể thiết thực mà bản thân tôi cùng với chi hội đã làm trong năm năm qua. Trong thời gian đến, tôi và gia đình sẽ cùng chi hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó với tinh thần còn sức còn làm. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.